thị trường bất động sản 2024-2025 thì sẽ như thế nào? Ở trong video này thì Dũng sẽ chia sẻ với bạn quan điểm của mình về thị trường bất động sản năm 2024-2025. Bởi vì như các bạn thấy là như này, các cái khoản nợ xấu liên quan đến ngân hàng thì chắc chắn là sẽ được công bố vào dịp cuối năm. Do vậy thì chúng ta đang chờ một cái tín hiệu, một cái những kết quả ở cuối năm 2023, đặc biệt là liên quan đến ngân hàng, đó là các khoản vay. Bởi vì chúng ta biết rằng là đại đa số các khoản vay đều được thế chấp bằng bìa đỏ hoặc bằng các cái ngôi nhà. Khi mà có kết quả của ngân hàng công bố về nợ xấu thì chúng ta thấy rằng là hiện nay rất nhiều người đã dính vào tình trạng nợ xấu, các khoản vay không trả được thì dẫn đến là phải trả nợ ngân hàng bằng cách ngân hàng tịch thu kê biên tài sản. Và việc mà ngân hàng phải tịch thu kê biên tài sản thì ngân hàng không thích một chút nào. Chúng ta biết rằng là để làm được một việc kê biên tài sản, một tài sản vay thế chấp, nó mất rất nhiều thời gian và ngân hàng cũng mất rất nhiều thứ. Do vậy họ không mong muốn điều này. Cái việc mà họ cho vay thì đương nhiên sẽ có những rủi ro, và điều này họ cũng phải chấp nhận. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là qua cái giai đoạn mà thị trường giải quyết vấn đề nợ xấu xong thì chắc chắn thị trường sẽ có những tín hiệu tốt hơn. Những người mà người ta có khả năng chi trả, người ta có kế hoạch đầu tư thì với họ cái việc thị trường lên xuống không phải là vấn đề quá quan trọng, bởi vì họ đã lượng trước những cái điều này. Nếu như cuối năm 2023 sau khi công bố cái nợ xấu xong thì nó sẽ mất khoảng một thời gian, đó là đầu 2024 thì chắc là vẫn ảnh hưởng một chút, và có thể đến cuối 2024 thì Dũng nghĩ rằng thị trường bất động sản sẽ có những tín hiệu tốt hơn, và đầu 2025 thì là coi như là thời kỳ tốt cho thị trường bất động sản. Và nếu như bạn nào hiện nay đang có tiền mặt thì chúng ta có thể đi sưu tầm săn lùng những bất động sản giá rẻ từ thời điểm này, hoặc là những bất động sản mà có cái giá trị, hoặc là có dòng tiền tạo ra cho mình cái tính thanh khoản cao thì các bạn có thể mua được. Khi mà chúng ta lựa chọn thì hãy tìm kiếm những cái khu vực, ví dụ như chúng ta hướng đến bất động sản công nghiệp, bất động sản du lịch và ở các khu trung tâm thành phố. Đây là những nơi có thể tạo dòng tiền từ bất động sản chúng ta đầu tư. Và khi bạn có một bất động sản mà tạo ra dòng tiền như bạn thì bất động sản này sẽ duy trì được rất lâu và chúng ta đảm bảo được cái lợi nhuận khi chúng ta đầu tư. Và hy vọng rằng là bạn nào xem được video này thì các bạn cũng có thể định hình cho mình tương lai là gì, chúng ta nên làm gì nếu chúng ta có tiền mặt tại thời điểm này. Và thực sự bạn nào nếu như cảm thấy là mình chưa có đủ kiến thức, chưa có đủ kinh nghiệm để có thể tìm kiếm lựa chọn những bất động sản mà đem lại cho mình tính an toàn cũng như là đảm bảo cái lợi nhuận và cũng như là các yếu tố giúp cho bất động sản tăng trưởng, thì các bạn có thể inbox ở phần bình luận của video tôi quan tâm, thì các bạn trợ lý của bên Dũng sẽ hỗ trợ các bạn để chúng ta có thể kết nối và giúp các bạn tìm kiếm những cái thương vụ đầu tư an toàn, hiệu quả, thành công. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.